Mới đây thì chính phủ vừa chỉ đạo kiểm soát chặt các hình thức thanh toán trên internet. Theo đó thì ngân hàng nhà nước cũng đang dự thảo thông tư riêng về việc giám sát các hệ thống thanh toán. Theo thống kê của Bộ Thông tin Truyền thông, hiện nay có khoảng 400 game online đã được phát hành. Tuy nhiên trên thực tế doanh thu của các doanh nghiệp có game được cấp phép phát hành chỉ bằng 70% so với doanh thu thực tế của toàn ngành. Như vậy 30% doanh thu đang cung cấp game lậu. Với sự phổ biến của game lậu như trên, tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán đối với các trò chơi online này cũng ngày càng trở nên phổ biến. Theo phân tích của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nay các nhà mạng cho phép sử dụng thẻ điện thoại để thanh toán cho các sản phẩm, dịch vụ, biến thẻ cao điện thoại trở thành phương tiện thanh toán giống như tiền mặt. Hoạt động này là trái với quy định của luật viễn thông của chính phủ trước thực trạng này chính phủ đã giao ngân hàng nhà nước chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan ra soát nghiên cứu để đề xuất các biện pháp xử lý đối với việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet đặc biệt là các hoạt động thanh toán liên quan tới hành vi vi phạm pháp luật